30 năm nay, các thành viên đội cứu hộ Dàn Nao không nhớ rõ mình đã cứu bao nhiêu tàu xuồng bị nạn trên đoạn sông này. Nhưng với họ, mỗi vụ cứu giúp thành công chính là niềm vui, là món quà vô giá, là động lực để những lão nông vượt qua hiểm nguy, vất vả. Hàng chục năm qua, dù không một đồng lương, thậm chí có lúc các thành viên phải bỏ tiền túi, bỏ công ăn việc làm để chiến đấu với Hà Bá cứu người. Nhưng các thành viên trong đội luôn trong tư thế sẵn sàng. Trong cái đội này cũng như đi làm mướn có, rồi làm rẫy có, rồi cũng như lò gạch. Rồi những bây giờ mà ta đủ ăn thì cũng dán nhảy vô đây để tiếp. Lớn tuổi rồi thì cũng muốn thành lập cái đội này vô đây để phước đức cho sau con cháu này đó thành lập nó nối theo mình. Thì mình lớn tuổi cũng không có làm gì. Thì vô đây mặc dầu mình vớt không được thì la lên cho em út nó vớt. Thì mình đứng lên la lên cũng như em út nó còn sức lực đó. Thì nó làm còn mình làm được cứ việc làm. Chứng kiến không ít các vụ việc đau lòng, đội cứu hộ sông Dàn Nao được ra đời và duy trì 30 năm nay. Đội có 17 thành viên, đa số là các lão nông ở địa phương. Người nhỏ tuổi nhất năm nay cũng đã ngoài 50, người cao tuổi cũng hơn 70 tuổi. Thế nhưng, hễ nghe thông tin trên đoạn sông này có ghe tàu gặp nạn là họ lại tập trung, sẵn sàng cứu hộ. Một sở thị, một buổi diễn tập mới thấy được sự chuyên nghiệp, nhanh nhẹn của các thành viên trong đội. Không ai nhớ chính xác thời điểm đội được thành lập. Mọi người chỉ biết sự xuất hiện của đội là từ sự hào hiệp, trượng nghĩa của người dân xứ Dàn Nao này. Ông Dương Tích, 70 tuổi, một trong những thành viên cao tuổi nhất đội cứu hộ Dàn Nao, kể: thường vào tháng 8, tháng 9 âm lịch, thời điểm mùa nước ở thượng nguồn đổ về nhiều. Đó cũng chính là thời điểm các phương tiện qua lại đoạn sông này rất dễ gặp nạn. Thường thì những tháng này, các thành viên đội luôn thay phiên nhau túc trực 24/24 ở trạm để kịp thời phát hiện và thông báo với các thành viên tập trung cứu hộ. Bây giờ đây cũng nhờ có thập đỏ với ông hỗ trợ này kia đó, là với là có trạm đó là nó cứu trợ tiếp mà cũng mừng, cũng con cháu chứ không có cái gì ra vớt ngờ rồi tụi kia thập đỏ này là theo tiếp tục theo liền đó. Nhờ đỡ cái đó là chúng tôi làm mới mạnh. Ở ngay lúc trước thì tôi tự giác tự nguyện là mình thấy trong phim với ấy rồi đó này kia mấy ông thấy làm được mấy bổ sung học tập thêm, mà cái điều bọn học tên là nó cũng là Iran ở trong vô tiếng mình coi lên mạng đó, mình thấy cái đó em bé cứu làm sao rồi người lớn hô hấp làm sao. Không dừng lại ở việc cứu nạn trên sông, ngày thường các ông lão bao đồng còn đi bốc thuốc từ thiện, vận động xây nhà cho người nghèo ở địa phương, giúp họ an tâm hơn trong cuộc sống mưu sinh. Thì có sự hỗ trợ của chữ thập đỏ với ấp đồ thì được cái căn nhà, tôi cảm thấy rất là mừng. Nói chung là vợ chồng rất vui. Tại nói chung có cũng được có được cái mái ấm gia đình này nọ. Thì sau này vợ chồng cũng mặn cũng cố gắng để vươn lên để cho cuộc sống nó được chung chảy hơn. Phải nói rằng là các anh các chú nghĩa cử cao cả này thì thường trực vừa hội cũng là ghi nhận biểu dương cái tấm lòng vàng các anh các chú đã chung sức vì nhân đạo, còn sức còn làm để con cháu noi theo. Đó chính là khẳng định và là kim chỉ nam của đội cứu hộ Dàn Nao. Với họ, mỗi lúc nhàn rỗi chính là lúc hạnh phúc nhất. Hạnh phúc không phải bởi họ được nhàn rỗi, mà hạnh phúc bởi không có ai đang phải gặp nguy khó trên con sông này. Và hình ảnh những lão nông U60, U70 của đội cứu hộ Dàn Nao dãy dùng dưới trùng trùng sóng dữ Dàn Nao để giành giật lại sự sống cho người bị nạn là những hình ảnh đẹp, in đậm trong lòng mọi người về tinh thần nghĩa hiệp.